Quần áo của chú Sĩ cô đã soạn rồi đó. Lát nữa đi con nhớ đem theo luôn nha. Chị ơi, thế làm sao hả? Em đẹp không? Đẹp. Tránh ra coi. Cái đó mà cũng được gọi là mắt kính hả? Nhìn đây nè, đây mới là hàng xịn. Chị ơi, chị nhìn thấy sao? Em đẹp không? Đẹp. Ủa, đẹp thiệt hả? Chị? Đẹp có nào chị? Nói mau lên chị, đẹp sao? Nói đi. Con đã chuẩn bị cho bài thi chưa? Rồi chút. Nhìn vậy là biết là chưa chuẩn bị rồi. Con có cần phải chuyên tâm hơn. Đó đều cần thiết con làm đi lúc này, hiểu chưa? Thì em cứ giới thiệu đi, tự tôi sẽ tự... Nói thiệt, con bé là người giúp việc trong nhà tôi. Chưa học hết cấp 2. Đẹp sao? Chị, không có nhà. Hai đứa này bà coi. Chịu sao? Mấy cái việc này mốt phải nói mẹ tự làm đi. Chứ chị đâu phải là người giao hàng đâu mà cứ bắt chị làm mấy cái việc này hoài vậy. Cái dạng đâu mà. Chị đưa tay cho em. Thôi tôi không sao đâu. Không sao cái gì, đưa tay ra cho em. Chị ơi nghe lời ảnh đi mà chị. Đây. Đây này. Ráng nha. Sao không chị? Chị không sao đâu. Quen biết nhau lâu rồi á, tôi mới giới thiệu ông nghe không Ngọc. Cái vụ này á, ông chỉ cần lên sàn thôi là ông lợi gấp 5 lần đó. Thiệt không? Thiệt. Tôi là tôi tiếc lắm luôn á. Tôi mà có nhiều tiền á, tôi chơi rồi. Vậy để tôi thử coi sao. Khoảng 50 triệu á thì... À, anh à, ăn đi. Hả? Ăn đi, đồ ăn trên bàn hả, nguội hết trơn rồi nè. Ăn đi, đừng nói nữa. Ăn đi. Em làm vậy để anh đang suy nghĩ mà. Chắc bà chị ở đây á không biết cái vụ làm ăn này hay sao á. Cơ hội lớn lắm. Vậy á hả? Nhưng mà nếu cơ hội có lớn cỡ nào đi nữa, vợ chồng tôi cũng không tham gia đâu. Em nói gì vậy? Anh đang suy nghĩ mà. Em kêu là đừng có nói nữa. Lo ăn đi. Bộ anh tính rút hết tiền tiết kiệm ở nhà lo đầu tư hả? Thì tiền tiết kiệm mình để dành và mình rút ra có sao đâu. Ăn đi anh chị, ăn đi. Vô đây. Đang làm gì đó? Ủa? Vừa đọc sách vừa ngủ gục hả? Rất tiếc là không phải. Anh ấy giống như ai kia, vừa đọc sách vừa ngủ gục. Ủa, em vừa đọc sách vừa ngủ gục hay nào? Trời, chính miệng em kể cho anh nghe, mà chối nữa hả? Thôi, anh bị đặt quá. Đúng cà phê không? Con đeo quần áo và canh gà tới cho chú. Cô dặn là chú phải uống hết đó. Ủa, Tâm Ý. Khiến cho em cảm thấy là áy náy hả? Còn lâu nha. Anh có biết em làm gì là làm anh mất mặt với bạn bè anh không? Mau xin lỗi anh đi. Mau nói gì phải xin lỗi anh chứ. Em nói vậy không có thấy gì gọi là mất mặt anh hết á. Thế nào bạn bè anh cũng sẽ nói anh là một thằng chồng nhu nhược. Vợ không cho phép thì không bao giờ dám cãi lại. Biết anh không nhu nhược là được rồi.
Anh không nhớ vụ cô Thùy Dung gì đó hả? Đầu tư vô khoáng sản kim cương gì đó, rốt cuộc là thua lỗ bao nhiêu tiền? Xích vô trong cho em nằm. Xích qua bên kia cho tôi nằm. Bên đây ngon mà ơi. Bây giờ không xích đúng không? Xích qua bên kia cho tôi nằm. Trời ơi, bữa nay dám guốc dâu hồng hả? Ăn ngang cọp hả? Đánh tôi nè. Bữa nay còn dám đánh tôi nữa hả? Anh thôi cái gì vậy? Ba. Gì vậy qua? Không có gì hết ba. Hai đứa làm cái gì? Nói. Dạ không có gì đâu ba. Có gì không ba? Nè. Nè. Con thôi kìa. Ồ. Alo. Alo, à, sĩ nghe ạ. Dạ chào giáo sư. Dạ giáo sư khỏe không ạ? Dạ. Dạ cũng gần 10 năm rồi. Dạ. Dạ đi Mỹ. Dạ đi Mỹ hả? Dạ chừng nào ạ? Dạ nhanh vậy luôn hả? Ngày mai hai đứa đi thăm mộ hả không? Mấy bữa rồi á, ba thấy trời nó mưa nhiều á, đường nó vô trỏng á toàn là bùn thình không à. Mày nhắm đi được không? Bởi vậy, để bữa khác đi đi cho rồi. Có sao đâu, đã sắp xếp rồi phải đi thôi. Trời ơi trời, lớn già đầu mà như con nít vậy. Mày có thôi đi không? Xin lỗi ba. Xin lỗi ba. Thấy chưa? Thấy rồi. Ừ vô đi. Dạ, ông nhờ con giao gì ạ? Con giao liền cho ông cái này ha, có gì ông cho tiền ăn bánh. Dạ, nhưng mà địa chỉ... Đó, đây, địa chỉ anh đây. Dạ. Ba ơi, vợ chồng con đi nha. Kiếm chuyện với em đúng không? Ai kiếm chuyện? Em mới là người kiếm chuyện với anh đó. Anh hay quá ha. Bữa nay anh dám kiếm chuyện với em nữa hả? Ngon quá ha. Anh có uống lộn thuốc không? Bữa nay còn bày đặt. Bây giờ thách thức tôi chứ gì? Úi da! Dám đập chân anh hả? Rồi sao? Ba thấy cô ấy kiếm chuyện với con không? Rồi sao? Rồi sao? Rồi gì? Trời! Úi da! Ba thấy chưa? Đứng lại! Ôi! Mấy cái đứa này nó bị sao vậy ta? Ồ, bây giờ mới đi gặp giáo sư, thầy dạy anh lúc trước á. Rồi chiều anh phải vô bệnh viện trực nữa, vậy là không gặp được rồi. Dạ, bữa nay em cũng quyết định đó là sẽ vô thư viện học cả ngày ở trỏng luôn á. Vậy thì anh xong công việc, anh tới đó đón em, được không? Thôi, không cần đâu, em tự đi xe buýt cũng được mà, đi xe buýt gần lắm. Yên tâm đi. Dạ, nếu mà anh không tới được, anh sẽ alo trước ha. Dạ, vậy thôi cái gì mình tính ha. Bye bye anh. Bì. Hết hồn gì á? Cô Liễu, cô làm gì đó con hết hồn? Cô bạn trai rồi hả? Trời, con làm gì đã có người yêu, con còn đang sợ ế đây nè. Thôi đi, ế hả? Nói chuyện mùi mẫn gì mà sợ ế. Mà cô Liễu, sao tự nhiên con nghe lén con nói chuyện điện thoại vậy? Nè, cô nghe lén hồi nào chứ?
Con nói lớn tiếng vậy cả làng cả xóm đều nghe. Nói gì cô? Cô kỳ quá. Cô Liễu. Cô Liễu. Hả? Diễm My có bạn trai hả cô? Ai vậy? Wow, vậy là quá tốt rồi cô. Dạ em đến rồi thầy. Thầy đang ở đâu hả thầy? Em tới rồi hả? Ngày qua thầy đang nói chuyện với thầy hiệu trưởng, chắc cũng khoảng 3 giờ nữa mới xong. Ờ, dạ vậy em ngồi đợi thầy á. Dạ. Ờ, cho ly cà phê đá. À, vào đi em. Em bên công ty Tài Hoa đúng không? À, cảm ơn em nhé. Chị có sao không chị vậy? Dạ không sao. À, anh đi đi. Xin lỗi nha. Ủa? Ủa? Chào chú. Con làm gì ở đây vậy? Dạ, ông nhờ con đi giao tài liệu cho ai đó ở trường đại học gần đây. Cho nên là con... Trường đại học gần đây hả? Ủa là trường của chú mà. À, dạ. Con giao xong chưa? Dạ xong rồi. À. Bây giờ con định về thì gặp chú nè. Ừ. Mà chú, ừ? Chú chưa về hả? Có, chú có hẹn với giáo sư. Nhưng mà giáo sư bận rồi. Bây giờ chắc chú về bệnh viện quá. Dạ. Vậy thôi vậy thì con về đi. Vậy cẩn thận nha. Dạ. Vậy gặp chú ở nhà nha. Ừ. Đói bụng, mình đi ăn được một chút. Ừ, được. Vậy mình đi hả? Em làm gì em chạy nhanh quá vậy? Chạy từ từ thôi. Còn chạy không được thì súng đi để anh chạy cho. Em chạy vậy thì sao? Hồi xưa tới bây giờ em chạy là như vậy mà. Còn nếu như thấy khó chịu quá, đi xuống dưới đi, kiếm xe khác mà đi. Anh làm cái gì vậy? Mất hết người em rồi nè. Làm cái gì vậy? Tại em á. Em chạy nhanh quá chi rồi thắng gấp rồi để khu nước giăng tùm lum nè. Anh không thấy cái xe phía trước hả? Em phải né chứ. Anh cố tình kiếm chuyện với em đúng không? Nếu em không chạy nhanh, em chạy chậm thì em đâu cần phải thắng gấp như vậy đâu. Em cố tình thì có, em cố tình để anh đập đầu vô ghế nè. Được rồi, anh hay lắm. Bữa nay anh dám kiếm chuyện với em chứ gì. Hãy đợi đi. Quán này đồ ăn ngon lắm á. Hồi còn học đại học á, ngày nào chú ăn ở đây trơn á. Dạ. Bà chủ đây được cái là tính tình vui vẻ, hiền lành nữa. Ê, nghe hết rồi đó nha. Nha. Dạ. Ờ. Nè. Dạ. Lâu quá làm mấy công lên chuyện xuống gì mà không thấy ghé trơn trời hả? Dạ lâu quá mới gặp bà. Vậy hả? Dạ. Cậu cũng biết lâu hả? Trời ơi. Nè. Làm gì ốm nhét hả? Dạ thì tại con ốm cho nên cố gắng tình tới đây để mà bồi bổ nè. Bồi bổ hả? Dạ. Ý. Hai cái tô này bồi bổ gì? Cậu thiếu hơi đó. Ờ, thiếu hơi gì? Nè, bạn gái hả? Dạ, không phải đâu bà ơi. Phải gì?
dồn có mắt là biết bạn gái rồi. Nè, chừng nào cưới, cưới nhớ mời nha. Dạ không phải đâu, thiệt mà. Thiệt cái gì? Làm bộ. Không phải người yêu mà sao dắt con người ta đi vậy? Lỡ người ta mang tiếng thì sao? Nhớ nha, con trai mà như vậy đó nha, là đính đạn. Ăn đi. Ăn chứ ngồi gì dòm. Nãy giờ tụi nói có ảnh hưởng tới mấy người đâu. Cô dở lắm sao ăn, là chỗ này là cái chỗ ngon. Ngon lắm đó. Tụi mới ăn đi. Ê, có ăn thêm bà cho nha. Ăn thêm bà cho, không có lấy tiền. Cái tính sao vậy đó. Ừ, ăn thêm là cho. Nhất là mấy cái đứa mà ở dưới quê mình lên đây học hành đó. Hết, ăn đi. Làm gì ăn như mèo hả? Người ta nói là 17 bể gãy sừng trâu. Mà ăn cái giọng này thì làm sao mà... Trời ơi, tới cái cộng đô đổ bẻ cũng được, đừng nói sừng trâu. Nhớ. Thiếu. Ăn thêm. Nhớ. Đàng hoàng. Đừng có dẫn con người ta đi như vậy. Dạ. Tao ghét lắm. Dạ, biết rồi. Đó, ăn đi. Mệt rồi. Thấy sợ chưa? Dạ, cũng hơi hơi. Bà cụ coi vậy chứ hiền dữ lắm. Coi mấy đứa sinh viên nè, giống như là con cháu ông nhài đó. Nhiều khi mấy đứa nghèo ăn không lấy tiền luôn. Nhưng mỗi tội là hay chửi à. Nghe hết rồi đó nha. Vậy đó, cái thính lắm. Thôi lo ăn đi nha, ăn không hết là bị chửi đó. Dạ, con biết rồi. Ủa, ở đâu ta? Anh hay thiệt ha. Mộ của ba mình mà không nhớ chỗ nữa. Đúng là đồ vô tâm mà. Em không thấy hả? Ở đây cây nào cũng giống như cây nào, sao nhớ nổi. Em cũng tới mộ ba mấy lần rồi đó. Em nhớ không? Nhớ sao không nhớ? Ở đâu? Hình như là đằng trước kìa. Hình như? Sao không chắc chắn mà gọi là hình như? Không biết ai mới là đồ vô tâm mà. Cái gì? Nè, anh lặp lại coi, anh mới nói cái gì đó? Đồ vô tâm. Vô sao? Tâm nè. Em dở kiểu gì kỳ vậy? Trả thù lại cái chuyện hồi nãy anh dám tạt nước trên người em. Anh làm cái gì vậy hả? Anh chơi cái trò gì vậy? Chứ tại sao em xô anh xuống đây được? Anh còn dám nữa. Tôi nói cho anh biết nha, anh mà còn làm một lần nữa là anh biết tại tôi nghe chưa? Cái gì? Tôi nói trừng mắt la vậy là tôi sợ hả? Còn phi à? Tôi không nhìn nữa. Mới có mấy năm mà cảnh vật thay đổi thiệt. Vậy chắc chú cũng thay đổi nhiều lắm ha. Đâu có. Con không biết hồi đó chú đi học chú ra sao ha. Cũng bình thường à. Chú không học chăm chỉ lắm đâu. Nhưng nói chung là không ăn chơi lêu lỏng. Chú vui chơi giải trí trong sự im lặng. Sao con cười? Con không hiểu chú giải trí trong im lặng là sao nữa. Lát nữa con hiểu. Nó còn ở đó hả ta? Ủa, cái gì vậy chú? Con không biết chú dạy đi trong im lặng đúng không? Đi thôi chú. Nè, anh vừa bãi rồi nha. Anh tính chọi chết vợ anh á. Em cũng đâu có vừa. Chết nè. Bánh lọc, bắt coi chừng tôi. Thảm hoa nè, thảm hoa nè. Ôi da, sao chọi mạnh quá vậy? Ôi nè, ôi, 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 ôi. Anh chết vợ em đó hả? Anh chết vợ đúng không? Trời ơi nè. Ôi da, ôi da. Em dám giật anh ha? Không. Ôi da. Không. Ây da.
tưởng mình có rỗng làm gì làm hả? Xin chào. Dạ chào chú. Quán vắng hay chú? À, cuối tuần này tôi cũng dẹp quán rồi. À, cô cậu có uống gì không? Dạ, cho con cà phê đen đi. Ý? Dạ. Cô uống gì? Dạ thôi. Dạ, cho con cà phê đen cũng được. Vậy cho hai đi cà phê đen. Chào tôi chút nha. Dạ. Chú không ngờ chú còn có cơ hội ngồi để uống cà phê trước khi nó đóng cửa. Bộ hồi trước chú hay đến đây lắm hả? Đúng rồi, hồi trước chú hay ngồi đây lắm. Ủa sao vậy chú? Tại chú đang nhớ lại hồi xưa chú hay ngồi đây nè, ngồi nhâm nhi cà phê với bạn bè, có khi còn cãi giả nhau nữa. Tụi chú đánh đàn, đọc sách. Nhưng bây giờ chắc là không được nữa rồi. Đây là cách giải trí trong im lặng của chú. Con thấy như sao? Dạ, con thấy cũng được. Chú nhớ là hồi xưa chú hay ngồi để uống cà phê, để đọc sách. Cuốn đầu tiên chú đọc là Không Gia Đình của Hector Mallock. Con biết cuốn đó không? Dạ không. Cuốn đó đã lưu giữ kỷ niệm của chú ở đây. Mà bây giờ không biết nó lạc đâu rồi. Không chừng nó mất rồi cũng nên. Bộ chú thích cuốn đó lắm hả? Đúng rồi, chú thích nó lắm. Vì chú nói rồi, tại vì nó lưu giữ kỷ niệm chú ở đây mà. Alo, dạ em nghe nè. Dạ. Dạ biết rồi. Dạ. Bây giờ chú có việc phải đi rồi. Con ngồi uống hết cà phê rồi hãy về nha. Dạ. Cảm ơn con nha. Đi với chú nãy giờ. Dạ không có gì đâu chú. Chú đi trước nha.
Ba về anh kìa. Ờ, dễ thương quá hả? Y chang như vợ chồng son vậy không? Em có đâu có vừa, em đang chấm một bụi như cái tổ mối kìa. Em muốn giết chồng đi hả? Anh nói chuyện em nha. Thôi nha, em chơi thiệt hả? Em không có bà chọn là chết thiệt á. Em quyết tâm, ngày hôm nay anh phải chết với em. Để từ từ, thôi, cúi ra. Từ từ. Gì? Anh chặt chân rồi, không chơi đâu. Đau á. Đau hả? Còn mày đặt chơi hả? Khổ nhục kế với em hả? Anh đừng có hồng, hồi đó anh chạy súng lắm mà. Đau thiệt á. Trời ơi, cuối cùng mới chết đó. Thiệt hả? Đừng! Đau! Chết! Hạnh phúc quá ha. Cô Gia! Anh chết với em! Cô Gia sao đau vậy? Máu mẹ! Ai em đi chơi con máu anh thiệt hả? Cuộc đời nhìn xa là hài hước, nhìn gần thì là bi kịch. Đêm nay phải không? À, dạ đúng rồi. Con gái con đứa gì mà hư có cái điện thoại cũng quên nè. Dạ con cảm ơn bà. Khỏi, lấy ơn thôi. Không cần lấy cám, có nuôi heo đâu lấy cám. Nè, khoái cái thằng hồi nãy đi chung được phải không? Dạ. Thôi đừng có vô lòng. Con mắt đói hết trơn hết trọi. Đời mà là duyên đã nợ thì chạy trời cũng không khỏi. Mà nếu không duyên không nợ thì có cố gắng mấy cũng vô ích. Đi đi chứ. Người ta nói đứng cái mặt đứng. Đi cho tôi muốn bán nữa. Dạ dạ con chào bà. Khỏi chào đi. Trời ơi, con cho nó đâu mà chứ. Con gái con nhà ai mà nó hiền khô. Chú ơi. Chú ơi. À. Dạ con chào chú. À sao con? Chú còn cuốn sách Không Gia Đình của Hết Tâm Alot không chú? Để chú lên kho xem lại. Cuốn đó lâu ngày không thấy, không chừng cũng mất rồi. Chào chú chút nha. Dạ. Ngày 15 tháng 8 năm 2019 trên kênh HTV7. Gia đình là số 1. 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 Gia đình là số 1.